shopgazan.com, shop Arc Verify với nhiều vòng quay may mắn nhận 9.000 kim cương. Thử vận may 50k nhận ngay nick khủng. Đặc biệt giảm giá 50% nhân dịp Tết đến xuân về. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không vào ngay shopgazan.com. Những cú one hit one kill nổi tiếng trong One Piece. Xin chào 500 em đã đến với băng hải tặc xăm soi. Chúc anh em một ngày ấm áp, một ngày tràn đầy năng lượng trong mùa đông giá rét này. Hôm nay thì mình sẽ sửa ấm anh em bằng một chủ đề khá là hay ho đây. Hẳn anh em thì đều biết One Piece là một bộ manga hành động kịch tính và một cốt truyện hết sức bánh cuốn, đưa ta hết từ bất ngờ này sang những bất ngờ khác. Vậy điều chúng ta nhớ nhất sau mỗi trận chiến là gì? Chắc hẳn là những màn combat tổng, các kèo solo chặt CU 1v1 làm đã mắt người xem. Bên cạnh đó không thể không nhắc tới những pha spotlight để đời của các nhân vật, đặc biệt là một số tuyệt chiêu one hit one kill làm nức lòng bao trái tim người hâm mộ, phê mà chữ E lại kéo dài đấy. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một vài khoảnh khắc tiêu biểu như thế nhé. Ắt hẳn nhắc tới là anh em sẽ có ấn tượng ngay và luôn. Ok, nếu mông đã đặt đúng chỗ, mắt nhìn vào màn hình thì tay hãy like và chia sẻ thôi. Một, counter shock. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với Law, bác sĩ tử thần, thuyền trưởng băng hải tặc trái tim, và anh cũng là người sở hữu rất nhiều con tim của fan nam hâm mộ. Law sở hữu trái quỷ tối thượng OPOP Nomi khiến anh ta trở thành người có quyền năng phẫu thuật bất tử cho kẻ khác, năng lực ai nấy đều thèm thuồng. Băng Hazard và Dressrosa là nơi để Law trình diễn, khẳng định sức mạnh thật sự của mình. Ngoài khả năng chém người như chém chuối ra, Law có thể dịch chuyển tức thời bằng cách thay đổi vị trí với một vật thể xác định. Tất cả thì đều được anh thi triển trong Zoom, căn phòng làm cho anh trở thành kẻ điều khiển cuộc chơi. Ngoài những kỹ năng cơ bản đó ra, Law âm thầm phát triển tuyệt chiêu dùng để dành tặng riêng cho kẻ chủ mưu Joker, đó chính là dao Gamma và counter shock. Sau khi bị Luffy cắt đứt cánh tay phải, Law phản đòn cực kỳ bất ngờ bằng cách hoán đổi vị trí với Luffy, dùng chiêu dao Gamma đâm thẳng vào phần bụng của Thiên Dạ Xoa khiến hắn bị tổn thương trầm trọng. Tiếp đến thì anh tập trung counter shock chỉ với một tay và giật Doflamingo ói ra máu. Lục phủ ngũ tạng gần như là bị phá hủy, khiến Luffy hoàn toàn bất động. Đó thì đằng xa xa, mấy anh khiêng hòm thì đã mừng thầm rồi, vì sắp có thêm thu nhập trước Tết. Vâng các bạn ạ, suýt nữa thì Law đã giết chết Doflamingo bằng cú giật điện đó, nếu không nhờ vào khả năng tự khâu lại nội tạng của trái Ito Ito. Dù sao thì chiêu thức này vẫn xứng đáng nằm trong danh sách anh em nhỉ. 2. Law chém Virgo. Lúc đó thì Virgo full haki toàn thân là ngầu lắm, tưởng rằng sẽ ăn được anh luật nhà ta, nhưng mà đó là ăn xít, ăn đờ bờ. Một pha one hit one kill nữa của Law xuất hiện trong danh sách này. Tại trận chiến với Virgo, tay sai làm vùng mà Luffy cắm vào lực lượng hải quân G5. Hắn ta và anh luật, hai người trước đây cùng từng chung băng hải tặc, được huấn luyện bởi các chỉ huy cấp cao nhà Don Quixote. Ấy thế mà lúc gặp lại, cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ban đầu Law dường như bị tên Bambo khống chế hoàn toàn khi mà trái tim của anh nằm trong tay hắn. Mãi đến khi Smoker liều mình cướp lại cho anh thì trận chiến mới thực sự bắt đầu. Những tưởng cuộc chiến sẽ diễn ra gay cấn nhưng không. Sau cuộc điện đàm cấp tốc với Luffy, Law tỏ vẻ tức tối đánh thức bản năng vô cực chỉ với một nhát chém trẻ đôi Virgo, cùng với đó là cắt phòng thí nghiệm SAD ra làm hai. Điều đáng nói ở đây, nhát chém này khác hẳn so với việc Law cắt đôi mấy tên lính lác. Đối thủ trước mặt anh ta lần này là Virgo, kẻ chuyên về haki vũ trang đến độ phun cả cơ thể, một người thuần thục với sức mạnh cơ bắp. Đánh bại hắn trong một nhát chém chứng tỏ quyền năng sức mạnh của anh cao cấp hơn haki tên là một bậc. 3. King Gong Gun. Lần này đến lượt khỉ đi Luffy thể hiện một thanh niên thủ khoa ngày đầu thai. Sau khi Law đo ván hoàn toàn, trận chiến với Doflamingo được giao lại cho anh chàng mũ rơm. Đầu tiên phải nói đến màn cứu Law khỏi cú đạp của Thiên Dạ Xoa, haki bá vương đối kháng. Ngầu đúng không anh em, thể hiện trận chiến giữa hai kẻ mang tư chất đế vương. Tiếp đó thì cậu ta thi triển kỹ năng mới của mình, Gear 4, khiến cho Luffy bất ngờ trúng đòn, điều mà Gear 2 và Gear 3 không làm được. Với trạng thái sang số mới, bao man, Luffy có thể dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự tơ do hắn giăng ra. Đặc biệt Snake Man làm tăng độ ra đòn lên mức đáng kinh ngạc, khiến Luffy hoàn toàn không thể theo kịp. Tuy nhiên là một thất vũ hải kỳ cựu, không dễ để hắn ta bị hạ gục đơn giản như vậy. Trạng thái thức tỉnh ác quỷ khiến cuộc chiến trở về thế cân bằng. Đã có lúc Luffy phải chạy trốn vì thời gian sử dụng Gear 4 đã kết thúc. Mãi đến lần tái đấu thứ hai, cậu ta mới thật sự cho tên hồng hạc kia biết ý nghĩa của những người mang ký tự đi là gì. Mặc dù trước đó chiêu Gong Gun không thể đo ván được Luffy, nhưng lần này là bản nâng cấp gấp đôi sức mạnh, King Gong Gun. Ở trạng thái Gear 4, cậu ta tiếp tục thổi một luồng khí nữa vào cơ thể, khiến haki bọc gần như là toàn bộ,
và hình dạng hoa văn trái Gomu Gomu xuất hiện trên người. Đòn đấm xuyên qua mạng tơ thức tỉnh của Luffy đi thẳng vào mặt hắn ta và làm vỡ chiếc kính hàng hiệu xa xỉ, đồng thời thì Doflamingo bị đánh văng tận sâu dưới mặt đất và thất bại hoàn toàn. 4. Cú đấm ngàn cân. Không chỉ có những chiêu thức mạnh mẽ từ các dạng gear, nhưng cú đấm bằng tay không của Lu cũng mang đầy sức mạnh, có lẽ thì được thừa hưởng từ gen di truyền đấy mà, bố đi rồng và kỷ đi gáp. Trong số đó phải nhắc đến cú đấm phẫn nộ với lò xo Bellamy. Dù tức giận vì bị hắn bôi nhọ, nhưng Luffy và Zoro vẫn thản nhiên như là không có chuyện gì, chẳng qua là không chấp mấy thằng nhóc thôi. Mãi đến khi tên này đụng chạm đến bạn của mũ rơm, Luffy mới thực sự ra tay. Nó thì kiểu như là mày có thể ăn hết bánh tráng của tao thì cũng được, nhưng một khi đã động đến hai quả trứng cút, tao sẽ không để yên. Trước màn nhảy lung tung của Bellamy, Luffy đứng yên dùng hết sự phẫn nộ đấm cho hắn một hit, in trọn 5 dấu vân tay lên mặt, khiến tất cả những kẻ đứng đó đều sửng sốt. Điều tương tự cũng đã diễn ra tại nhà đấu giá Sabaody. Lù đấm cho tên Long Tinh Charlotte vì cái tội là hống hách méo xem ai ra gì. Vết tha thu đậm sâu đến nỗi là sau này khi mà xuất hiện trở lại Marine Joy, hắn vẫn không thể hồi phục được nhân dạng của chính mình. Điều mình đánh giá cao của cú đấm này không phải là chỉ vì sức mạnh, mà là ý nghĩa bên trong nó. Bài học cho những kẻ yếu cứ thích ra gió là đây chứ đâu. 5. Bóp nát quả cam. Tiếp theo là một tình huống khá hài hước đến từ vị trí chỉ đại Robin của chúng ta. Chuyện xảy ra ở Water 7 kéo dài đến Enies Lobby. Cả băng cùng với Franky hết lòng giúp sức với mong muốn là đưa Robin trở về khỏi bàn tay quỷ dữ của CP9. Ai cũng biết trận chiến diễn ra ác liệt như thế nào, gần như mọi người đều kiệt sức khi mà trở về xưởng đóng tàu. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mà khi rời đi, Franky vì e thẹn mà vờ đi lời đề nghị gia nhập băng của thuyền trưởng mũ rơm. Đúng lúc này, khi cả nhóm bó tay thuyết phục Franky thì Robin xuất hiện như một vị cứu tinh. Bằng năng lực hoa hoa của mình, cô ta tạo ra một cánh tay tại vùng tam giác quỷ của Franky và ối giời ơi, chiêu thức bóp nát quả cam chứ danh được thi triển khiến anh ta không thể nào chống cự. Nghĩ thôi thì cũng thấy nhói lắm rồi anh em nhỉ. Đó được xem như là lời cảm tạ thầm kín của Robin dành cho Franky. À mà không biết anh ta đâu thật hay là giả vờ ăn vạ nữa, chứ bản thân anh ta là robot cơ mà. 6. CC Son Son. Zoro với biệt danh anh đầu tảo, thánh mù đường hay chuyên gia cô gái, anh ta một kiếm sĩ nổi bật trong thế giới hải tặc với danh xưng thợ săn tiền thưởng. Không chỉ gây ấn tượng với việc sử dụng 3 thanh kiếm trong chiến đấu, anh ta còn rất điêu luyện trong bộ môn nhất kiếm phái, nhị kiếm phái hay là phái công kiếm. Lần chiến đấu với Mitoan là một ví dụ điển hình. Hắn là một tên cao bồi thôn, du côn phố huyện rất mạnh mẽ, một đối thủ thậm chí Zoro không thể làm bị thương vì tên này có khả năng chuyển đổi cơ thể thành sắt. Suốt trận chiến, anh đầu tảo chỉ biết co cụm phòng ngự, hứng chịu hàng loạt nhát dao đến từ Mitoan. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Zoro bất chợt nhớ lại lời dạy của ông thầy Shimotsuki, Koshiro. Là một kiếm sĩ có thể cắt bất cứ thứ gì hoặc không thể cắt ngay cả một tờ giấy. Lúc ấy thì không biết là vì cố tình hay là tình cờ, dường như là Zoro có thể nghe được hơi thở của vạn vật, nghe rõ nhịp đập của từng chiếc lá, từng ngọn gió xung quanh. Anh cầm trên tay duy nhất thanh kiếm Wado Ichimoji mà sư phụ trao tặng, thực hiện tuyệt kỹ CC Son Son lướt ngang Mitoan và để lại nhát chém chí mạng và hạ gục hắn ta. Trước khi bất tỉnh, Mitoan vẫn ừ được vài câu: bây giờ là sắt, sắp tới ngươi sẽ cắt được kim cương chứ. Kể từ đó, bài ca sư tử trở thành chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ mà Zoro thường xuyên sử dụng. Anh ta dùng nó để đánh bại Horizon hay là cắt đôi con rồng lửa ở Pang Hazard, hạ gục Apo. Nhưng mà chung quy lại, cái gì đầu tiên nó mới ấn tượng và có giá trị đúng không anh em, cho nên mình quyết định lựa chọn khoảnh khắc của anh ở Alabasta vào danh sách này. 7. Asura. Cùng với CC Son Son, Asura cũng là một tuyệt kỹ tối thượng được xem là chiêu cuối của quý ông lạc đường. Nó là sự kết hợp của quý thần. Ở hình dạng Asura, Zoro tạo ra ảo ảnh 3 đầu 6 tay cùng với một luồng sát khí hừng hực khiến đối thủ không thể cử động. Lần đầu ta thấy anh sử dụng kỹ năng này đối đầu với thành viên số 2 tổ chức CP9, Hiêu Cao Cổ Kaku. Sau khi hoàn toàn thất thế trước kẻ thù, Zoro đã thức tỉnh bản ngã bên trong tiềm thức, tỏa ra một nguồn năng lượng bóng tối lấn át tâm trí khiến Kaku lạnh xương gáy. Nó thì còn mạnh hơn lúc Mitoan cảm nhận ở Alabasta. Được biết, Asura là tên gọi chung cho các chiến thần mang tâm hồn nửa thiện nửa ác lưu truyền trong thần thoại Ấn Độ. Vì vậy, khi mà Zoro sử dụng chiêu thức này, đồng nghĩa 50% cơ thể anh ấy được bao trùm bởi quỷ dữ. Nếu không giữ vững ý chí, rất có khả năng anh sẽ không còn là chính mình. Với việc phát triển kỹ năng thượng thừa này, Zoro hạ gục thành viên cấp cao CP9 sau một trận chiến dài hơi. Về sau ta thấy anh dần hoàn thành kỹ năng này ở trận chiến với PX5 hay là tại Wano. Và bây giờ thì Asura cũng đã là một thương hiệu mỗi khi mà chúng ta nhắc đến Zoro rồi. 8. Daisen Sekai.
Một trong những lần Zoro được lưu danh vào sử sách bảng vàng của làng kiếm sĩ chính là chiến tích hạ gục Pika trong hình dạng golem chỉ bằng một skill duy nhất. Đối đầu với một kẻ không quá mạnh nhưng lại khó nhằn như là Pika, kẻ ăn trái quỷ đồng hóa đá luôn chơi trò ẩn náu với Thánh Mù Đường. Trò chơi rượt đuổi giữa hai người kéo dài tương đối lâu trong cung điện. Zoro thì không thể nào chém được hắn mặc dù sử dụng Haki quan sát. Đến khi Pika đồng hóa thị trấn thành hình dạng golem, rắc rối thực sự bắt đầu. Hắn gây ra vô số thương vong cho người dân khắp đảo quốc Dedosa. Trong một góc nhỏ với Zoro có tiết lộ, riêng bàn tay của golem thì đã to như một thị trấn. Điều đó chứng minh toàn bộ cơ thể nó khổng lồ như thế nào. Với chiêu thức nhất đại tam thiên, đại thiên thế giới, Zoro cắt đôi con quái vật đá trước sự ngỡ ngàng của hàng nghìn người chứng kiến tận mắt. Game là dễ Zoro nhỉ, đánh bại quái vật đá khổng lồ mà không rơi một giọt mồ hôi. Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc khá quan trọng. Nó được so sánh ngang hàng với những chiến tích mà các tứ hoàng hay một kiếm sĩ đại nhất từng làm được trong quá khứ. 9. Loyo bắt quái. Bây giờ cùng đến với tứ hoàng Kaido, kẻ được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Những cú khạc ở trạng thái rồng thiên từ lâu đã cực kỳ nổi tiếng với những người đứng đầu đội quân bách thú. Một hơi thở phun lửa của ông có thể thổi bay một ngọn núi hay khiến cho kiểu bao chảy ra chóc vẩy. Nhưng tuyệt chiêu làm người xem nhớ ngay đến vị trí tứ hoàng này chắc chắn phải là Loyo bắt quái hay Lôi Minh bắt quái. Với cái chùy sắt trong tay, Kaido dạng người tỏ rõ oai phong của kẻ được truy nã cao nhất hiện tại. Danh hiệu một gõ một mạng cũng từ đây mà có. One Hit Luffy ở trạng thái Gear 4, One Hit One Kill từng thành viên kiểu ống bao nằm la liệt. Cú gõ của ông đầy dũng mãnh và còn tạo ra những tia sét khiến xung quanh chấn động. Khi hai tứ hoàng Big Kai đối đầu nhau, bầu trời bị nứt làm đôi, mặt đất rung chuyển giống cái cách mà xanh và dâu trắng từng đụng chạm trước đây. Mặc dù Yamato có thể thực hiện kỹ năng này, nhưng so về uy lực và sức công kích thì còn kém ra rất nhiều so với ông bố hai sừng của cô ta. Anh em có thấy lo lắng cho Liên Minh Samurai mỗi khi Kaido chuẩn bị vung chùy lên không? Mỗi lần như thế thì lại có nhân vật nào đó lành ít dữ nhiều rồi. 10. One Punch Woman. Nói về One Hit One Kill trong danh sách này mà không nhắc đến Wami thì quả là một sai sót trầm trọng. Lần lượt đánh bại từng thành viên mạnh nhất trong băng mũ rơm mà không phải ai cũng làm được, ngay cả Thất Vũ Hải hay là Đô Đốc. Hết lần này đến lần khác, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, Nami vẫn là người duy nhất một mình hạ gục bộ ba quái vật băng mũ rơm cùng một lúc. Cú đấm của Nami mang sát thương cơ bản cực cao, cộng thêm 3.000 sát thương phép thuật và 100% chí mạng khiến ai dính đòn đầu đều mọc sừng to đùng. Nhắc đến đây mình nhớ có cái bài gì đó hay hay ý nhở. Cắm sừng ai thì cắm, chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé. Tất nhiên điều đó chỉ có tác dụng với mấy thanh niên khó trị trong băng. Nhưng cũng phải công nhận, mặc dù chưa thể hiện sở hữu Haki mà Nami đã khủng thế rồi. Mình tự hỏi, liệu khi chị đại thuần phục các loại Haki thì còn bá đến thế nào nữa đây? Ok, mình vừa tổng hợp xong 10 kỹ năng One Hit One Kill nổi tiếng nhất trong thế giới hải tặc. Rất tiếc thì một số chiêu thức cực mạnh nhưng mang đa sát thương lại không quá ấn tượng nên sẽ không có trong danh sách này nhá. Anh em thích skill nào nhất? Riêng AD thì chọn bài ca sư tử CC Son Son của Zoro, ngầu bá cháy luôn. Ai cùng ý kiến like ngay cái nào? Và like thì sẽ được đẹp trai xinh gái hơn đó. Nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!